Con thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong lớp học ạ. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính tỉnh lễ sư Tinh Tuệ, kính tỉnh lễ các quý sư và các cô tu nữ. Xin chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Tất vi ca mê cha ru pe vi vi cha na ta pe cha ta ni ke vi ma ne bi te na Tarua naga hane ge hawat tumhi ke te fumma cayam tu dewa cala pala wisame yang kagan tapa naga pitanta santi ke yang muniwa awa canang sa tabo me sunam tu thamma sawana kalo ayam padanta thamma sawana kalo ayam padanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Jami tati yampi buddhang saranang gacchami, tati yampi dhammang saranang gacchami, tati yampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho, vicca carana sampanno sugato lokavidu, anuttaro puissa dhammasa ratisattha deva manussanang buddho bhagava. Tinatthi me saranang anyang buddho me saranang warang etena samcawat jena hotu me jaya mangalang uttamang gena wamdehang pada pamsum guaruttamang buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamang. Swakato bhagavata dhammo sandhittiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang veditat bovinyuhi tinatthi me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sanjavat jena hotu me jaya mangalang uttamang gena wandehang dhammang jaduithang warang dhamme yo kalito doso dhammo kamatutang mamang. Supattipanno bhagavato savaka sangho, ujjupattipanno bhagavato savaka sangho, nyayapattipanno bhagavato savaka sangho, samijjipattipanno bhagavato savaka sangho, yadidam cattari purisa yugani at tapurisa pukgala esa bhagavato savaka sangho. Ahunayyo pahunayyo dankhinayyo anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasa
Tinati me sanang anyang sangko me sanang warang etai nasat jawat jaina ho tu me jaya mangalang uttamangai na wandai hang sangkhang jadui totta mang sangkayo kalito doso sangko kamatu tang mamang wandami jaiti yang sat bang sat batthane supatitti tang sarigatha tu mahabhuting buddha rupang sakalang sada sambuddha attha visang ca dvadasang ca sahasakai panca satasahas sani namami sirasahang sang thamman ca sangkhan ca adare namami hang namakara nupawe nahantwa sabbe upatthawe aneka antaraya piwinassam tu ase sato sambuddhe pancha panya sancha chatuvi sati sahas sagaidasa satasahas sani namami sirasahang sang thamman ca sangkhan ca adare namami hang namakara nupawe nahantwa sabbe upatthawe aneka antaraya piwinassam tu ase sato sambuddhe nabuddha sate attha chatta Lisa sahasa kewi sati sata sahas sani namami sirasa ahante sang kamanja sang kanja adare namami hang namakara nupawe nahantwa sabde upatthawe aneka antaraya piwinassam tu ase sato sab De purati maya disaya satta avera sukhi hontu sabbe purati maya anudisaya satta avera sukhi hontu sabbe dankhinaya disaya satta avera sukhi hontu sabbe Dei dang kina ya nudisa ya satta awera sukhi hon tu sap dei pacchima ya disa ya satta awera sukhi hon tu sap dei pacchima ya nudisa ya satta awera sukhi hon tu sap De uttara ya disaya satta avera sukhi hontu sat de uttara ya anudisaya satta avera sukhi hontu sat de uparima ya disaya satta avera sukhi hontu sat de hettima ya disaya satta Awera sukhi hontu sat de satta awera hontu sukita hontu nit dukkha hontu abhyapaccaya hontu anikha hontu dikha yuga hontu aroga hontu sampatti samit jantu sukhi attanang pariharan tu dukkhapatta jamit dukkha payapatta chanipaya sokapatta chanissoka hontu sabbe pipanino akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang akasattha Ya pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu akasattha ya pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo akasattha
tha cha phum ma tha de wa na ga na hi thi ka pun nhang no anu mo dam tu chi rang rak khan tu pa ni no a ka sa tha cha phum ma tha de wa na ga na hi thi ka pun nhang no anu mo dam tu chi rang rak khan tu no sa da Idang watano punyang asawa kaya wahang o tuan naga tekale. Sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Dạ, kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính. Nam mô Bụt Thầy-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-thầy-ya. Xin chào các học viên. Giờ hôm nay mình học một phần mới, là phần cuối cùng của tâm, là phần tâm kim thế. Lục có tác ý tạch. Trước tiên là chúng ta đọc bài. Đọc bài xong rồi nghe giảng. Lục có tác ý tạng mắc các ý tạng sô ta phát tí mắc các ý tạng sắc ca đà gà mi mắc các ý tạng an à gà mi mắc các ý tạng arahata makka cittang yeti imani cetta cetta riti lokutara putra cittani nama makka cittang chanang chanang ga yo ga yo ga thedena con tiến hành lấy sư ạ. Tập đại sư tích đang chuẩn bị. Thank you.
and apply. Lokutara kitang, magga kitang, sota pati magga kitang, sakadagami magga kitang, anagami magga kitang, arhata magga kitang, jadi imani cetari di lokutara kusra kita di nama magga kitang canang gak yu gak Pedena karoti kita kawicara pedi sukhe kakata sahitang patama cana sota pati magga hitang wicara pedi sukhe kakata sahitang dutiya cana sota pati magga hitang Pedi sukhe kakata sahitang tatiya chana sota pati magga hitang sukhe kakata sahitang jatukha chana sota pati magga hitang upekhe kakata sahitang panjama chana sota pati magga hitang jeti imani panjapi sota pati magga hitani nama Tatha sakadagami magga, anagami magga, arahata magga citan jeti, samahwi sati magga citani, lokutara citan magga citan, sota pati magga citan, sakadagami magga citan, anagami magga citan, arahata magga citan jeti imani cattari pi lokutara kusala citani nama magga citan canangga yoga kedena karoti vitakka vicara piti sukhe kakata sahitang patama cana sota pati magga citan vitakka Bicara peti sukhe kakata sahitang utiya chana sota pati magga hitang peti sukhe kakata sahitang utiya chana sota pati magga hitang sukhe kakata sahitang jatukha chana sota pati magga hitang upekhe kakata sahitang panjama chana sota pati magga hitang jeti Imani panjapi sota pati magga cittani nama Tatha sakadagami magga anagami magga arhata magga cittan jeti sama wisati magga cittani Lokutara cittang latam sikhe magga cittang latam đạo Tâm đạo hay là mình còn gọi là tâm thiện sikhe Lokutara kusala citan sota pati magga citan gatama đạo dự lưu sakadagami magga citan tâm đạo nhất lai anagami magga citan tâm đạo bất lai arahata magga citan jeti tâm a la hán đạo imani jat Taripi Lokutara kita ni nama bốn tâm này gọi là tâm thiện vị thế Magga cittang cananga yoga pedena karoti tức là tâm đạo phân theo vị thiện Vitakka vichara peti sukhe kakata sahitang patama chana sota pati magga chitang. Tâm này thường hay gọi tắt đó là tâm sơ đạo sơ kỳ. Nhưng mà hôm nay mình đọc lại câu Bali, mình thấy là cách gọi tắt của mình nó không có đúng theo với chữ Bali. Chúng ta thấy là ở đây mình có là Sota pati magga chitang là nó giống như ở trên, tức là tâm đạo dự lưu.
rừng có chữ Pathamakkhana là tư thiền. Ở đây thì nó có tầm tứ hỷ lạc định, à, giống như vậy. Để đây mình sẽ có cái tâm đó là tâm đạo dự lưu sơ thiền, à, tâm đạo dự lưu sơ thiền nó có tâm tứ hỷ lạc định. Đó là nguyên cái câu bơ liên của mình. Vichara piti sukhe kakata sahitam nupiyakhana sota pati makkacittam. Thì ở đây là tâm đạo dự lưu nhị thiền có tứ hỷ lạc định. Piti sukhe kakata sahitam nupiyakhana sota pati makkacittam là tâm đạo dự lưu tâm thiền có hỷ lạc định. Xuất khi các cá ta sa hi tăng chất phúc thái cha na sô ta phát tí mắc cả chi tăng là tâm đạo dự lưu tứ thiền có xả có lạc và định. Upekha các cá ta sa hi tăng bay cho mắc cha na sô ta phát tí mắc cả chi tăng kê tí là chi tăng giác là ý tí là tâm đạo dự lưu ngụ thiền có xả và định. Ima ni panja pi so ta pati makka citta nama năm tâm này gọi là tâm đạo dự lưu. Tatha sakadagami là nhất lai, sakadagami makka là đạo nhất lai, anagami makka là đạo bất lai, ahata makka tăng chi tí là chi tăng. Ở đây cái chữ tâm mà người ta gắn nó ở phía sau, thật ra đúng ra nếu biết rồi đó là sakadagami makka citta anagami makka citta arahanta makka citta, nhưng mà ta cắt hai chữ tâm ở phía trước để ghép nó lại ở phía sau. Tại cái này nó là một dạng danh từ ghép, chúng ta thấy là một từ của nó dài như vậy, gần hầu như hơn một dòng. Cái chữ này sakadagami makka anagami makka arahata makka citta nó tay này một từ đó. Là gì? Tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai và tâm đạo a la hán cũng vậy. Cũng vậy là sao? Tức là nó cũng chia ra thành năm trường hợp như vậy, cũng là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Ở đây mình có samat vi tati makka citta ni, tức là có tất cả 20 tâm đạo. Samat vi tati makka citta ni là có tất cả 20 tâm đạo. Rồi bây giờ mời lớp chia thay lên để đọc bài. Lúc phút thì chúng ta mời lớp đọc bài. Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc bài. Lokottara cittang magga cittang Sotapatti magga cittang Sakadagami magga cittang Anagami magga cittang Arahata magga cittang cittang Imani chattari bi lokottara kusala cittani nama Magga cittang chananga chananga go yoga vedana vedena karoti. Con xin đọc lại. Magga cittang chananga yoga vedena karoti vitakka vichara Piti sukhe kakka ta sahitang Pathamacchana Sotapatti makkacittang Vichara piti sukhe kakka ta sahitang Duti yacchana Sotapatti makkacittang Piti sukhe kakka ta sahitang
tati yết cha na so ta bít bát tí mắc gá chi tăng su khê các gá sa hi tăng cha tu thay cha na so ta bát tí mắc gá chi tăng u bách khê các gá ta sa hi tăng bài cha mắc cha na bát cha na so ta bát tí mắc gá chi tăng chê tí imani bài cha bí Sota pati magga cita ni nama sata sakka daga migak tada kada magga anaga migak arata magga cita ceti sama wisat wisati magga cita ni. Dạ con xin đọc xong ạ. Dạ kính mời Đạo hữu Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Lokottara cittang, magga cittang, sota patti magga cittang, sakka dagami ya, sakka dagami magga cittang, anagami magga cittang, arahat ta mắt giá kiết tăng chê tí ý mà ní chắc ta rí bí lô cút ta ra tu sa la kiết ta ní nà má mắt giá kiết tăng cha nàn giá vô giá phê đề ná cá rô tí quý tắc cá quý chà rá đi tí su khê các giá ta sa hi tăng bá thá mắt chà ná sô ta bác tí mắt giá chít tăng. Thực sự đấy hoàng con. Đọc đi chưa thấy hả? Dạ thấy rồi thưa sư. Cấm nghe đọc. Cô có khóa mic rồi, cô có mở mic. Cô có chưa mở mic rồi, cô có. Ồ, không thấy màn hình. Dạ có ạ, thấy rõ ạ. Cảm ơn. Cắt đi, cắt đi. Mình kia nó rớt. Con sửa mà mẹ không thấy. Mày ăn nhiên. Nó mất một phần mẹ rồi. Lokottara cittang, magga cittang, sota patti magga cittang, sakkadaga mi magga cittang, anaga mi magga cittang, ahara arahata magga cittang jeti imani cattari vi. Lokottara kusala citta ni nama magga cittang canang raro gabe dena karoti vitakka vichara viti sukhe kakkata sahitang patha macchana sota pat ti magga cittang. Dạ thưa sư xin chuyển con. Thấy chưa? Dạ.
Vichara piti sukhe kakata sahitang Tuti yachana sota patti makga chittang Piti sukhe kakata sahitang Tati yachana sota patti makga chittang Sukhe kakata sahitang Chatutha chana sota patti makga chittang Ubekhe kakata sahitang Bancha macchana sota patti magga cittan jeti imani bancha vi sota patti magga cittani nama tatha sakada gami magga anaga mi magga araha hatta magga cittan jeti sawa sawa vi sati magga cittani. Dạ thưa sư, con xin đọc xong ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc lại ạ. Đọc lại, đọc phần tiếp theo đi. Dạ. Sư đọc hết bài rồi sư, từ giờ con đọc trở lại. Nãy đọc hết bài rồi mà. Có bài mà đâu có nghe. Ôi, dạ thưa. Vậy con đọc tiếp theo hả sư? Hồi nãy cô đó đọc hết bài rồi sư ơi. Dạ, chị Kim Cúc đọc tiếp phần sau đó thưa chị. Rồi, sư đọc tiếp. Quý cha rá, bi tí, su khê, cá gác ta, xá hít tăng, đú tí, dách cha ná, sô ta, bát tí, mắt, gá chít tăng, bi tí, su khê, cá gác ta, xá hít tăng, tá tí, dách cha ná, sô ta, bát tí, mắt, gá chít tăng, su khê, cá gác ta, xá hít tăng, chắc tút, thách cha ná, sô ta bát tí mát gá chít tăng u bách khê các gá ta sa hi tăng tăng chá mát chà ná sô ta bát tí mát gá chít tăng chê tí ý mà ní tăng chá bí sô ta bách tí mát gá chít tăng ní nà má ta tha sa cá đà gà mí mát gá á na gà mí mát gá á ra hát ta mắt gà chít tàn chê tí xá má quỳ xá tí mắt gà chít tàn ý. Thưa sư xin hết rồi. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Lokuttara cittang magga cittang sota patti magga cittang sakka daga daga mi magga cittang anaga mi magga cittang arahatta magga cittang ceti imani cattaripi lokuttara kusala cittani nama
Magga chitang chanang gazo gafe dena karoti vitakka vichara piti sukhe kakata sahitang patamaccha nasota patimagga chitang. Bạch sư chuyển bài giúp con ạ. Vichara piti sukhe kakata sahitang dutijakha nasota patimagga chitang piti sukhe kakata sahitang tatijakha nasota patimagga chitang sukhe kakata sahitang chatuthakha nasota patimagga chitang upekhe kakata sahitang pancha makhana so ta patit makka chitan ceti imani pancha pi so ta patit makka chitani nama tatha sakak daga mihak ga anaga mimak ga arahata makka chitan ceti sama visati magga cittani. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Nukuttara cittang magga cittang sota datti magga cittang sakada va ni magga cittang anaga ni magga cittang ahar arahatta makka cittang ceti imani cattariti lokuttara kusala cittali nama makka cittang canang ga yoga vedana taruti vitakka vichara piti sukhe kakata sahitang tathamacchana sota bất kỳ mắc giá chích tăng quý trà giá tỷ tí xú khê các giá ta sẽ hít tăng đu tí rách trà lá sô ta bất kỳ mắc giá chích tăng đi tí xú khê các giá ta sẽ hít tăng bất kỳ rách trà lá sô ta bất kỳ mắc giá chích tăng xú khê các giá ta sẽ hít tăng cha tu khách trà lá sô ta tất tí mắc giá chức tăng u bếch khề các giá ta sẽ hy tăng bành giá mắc trà lá sô ta tất tí mắc giá chức tăng chế tí ý mà lý bành trà tí sô ta tất tí mắc giá chức ta lý mà lá tác hà và ca đà gà mí mắc giá anà gà mí mắc giá ara hatta magga cittang ceti samavi samavi sati magga cittani. Đã thưa sư con đã đọc xong. Dạ xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc bài. Lokuttara cittang magga cittang sota pati magga cittang sakadaga mi magga cittang anaga mi magga cittang arahatta ma arahatta magga cittang ceti imani cattaripi lokuttara kusala cittani nama mắc ra chích tăng trà nành ga dù ga về đề nè cá rô tí quý tắc ga quý chà ra bì tí chú khề cắt ra tà sĩ ga cắt ghế tè sẽ hí tăng
Bethemate Nesote Pati Magga Chittang. Wichare Biti Sukhe Kakge Te Sehi Tang. Duti Yatke Ne Sote Pati Magga Chittang. Biti Sukhe Kakge Kakge Te Si Te Sehi Tang. Tati yatre ne sote pati makga chitang. Sukhe kakke te sehi. Te sehi tang. Chattu thatre ne sote pati makga chitang. Upekhe kakke te sehi tang. Panche matre ne sote pati makga chitang cheti. Imani panchabi sota patti magga cittani nama tatha sakadaga mi magga anaga mi magga arahata magga cittan cheti samavisati magga cittani. Dạ thầy sư xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ, thưa sư, xin đọc bài. Lokutara chittang, magga chittang, sotapatti magga chittang, sakadagami magga chittang, anagami magga chittang, arahata magga chittang cheti, imani chattaripi, lokutara kusala chittani nama, magga chittang, janang, Chananga Yoga Fedena Karoti Vitakao Vichara Piti Sukhe Kakata Sahitang Pathame Chana Sotapati Magga Chittang Vichara Piti Sukhe Kakata Sahitang Dutiya Chana Sotapati Magga Chittang Piti Sukhe Kakata Sahitang Tatiya Chana Sotapati Magga Chittang Sukhe kagata sahitang, chatuthai chana sotapatti magga chittang. Upekhe kagata sahitang, panchamai chana sotapatti magga chittang cheti. Imani panchapi sotapatti magga chittani nama. Tatha sakadagami magga. Anagami magga arahata magga chittang cheti samavisati magga chittani. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư. Dạ có quý vị nào muốn đọc nữa không ạ? Xin mời quý vị giơ tay. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Lokutara chittang magga chittang tang sota bhakti makka cittang sakadagami makka cittang anagami makka cittang arahata makka cittang ceti mani cattari bilokutara kusala cittani nama makka cittang cananga yoga vedena karoti vita Kawicara biti sukhe kakata sahitang bata maikcana sota bati maikacitang. Wicara biti sukhe kakata sahitang buti yaikcana sota bati maikacitang. Biti sukhe kakata sahitang tati yacchana sota pati magga cittang. Sukhe kakata sahitang chatuthaicchana sota pati magga cittang. Upekhe kakata sahitang panchamaicchana sota pati magga cittang. Ceti imani panchami sota pati magga cittani nama.
Tatha sakada ga bimakga naga bimakga arahata makka cittang ceti sama wi sati makka citta ni. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, xin mời đạo hữu Tô Quốc ạ. Dạ, thưa sư, con đọc. Sư chỉ nhìn con ạ. Lokuttara cittang makka cittang sotapatti makka cittang sakadaga mi makka cittang anaga mi makka cittang ada hatta makka cittati imani cattaribi lokuttara kusala cittani nama makka cittang canang canang ga yoga vedena ka roti vitakka ta sahitang bành thò tay xuống mới thấy được bát tham mạch cha na so ta bát ti mắc ra chít tăng vichara bi ti sukhe kagat ta sahitang du ti yacana sota pati magga cittang bitisu khe kagat ta sahitang tati yacana sota pati magga cittang sukhe kagga ta sahitang cha tutha cha nasota pati magga cittang upekhe kagga te sahitang bancha magga jana sota pati sota pati magga cittang jeti imani bành cha bi sota pati magga cittani nama tatha saka daga mi magga anaga mi magga arahata magga cittang jeti sama vì sa tí mắc cá chích ta ní. Dạ thưa sư con hết. Dạ có quý vị nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư hết rồi ạ. Chúng ta học bài ha. Tâm si thế lục con ta rắn chích ta. Đây là tâm si thế vì các tâm này đó là lấy cảnh niết bàn để làm lấy niết bàn làm cảnh thay vì đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì ở đây đó là tâm si thế để lấy niết bàn làm cảnh gọi là tâm si thế. Khi mà nói đến tâm si thế là thường nó liên quan đến việc tu tập thiền vipassana. Cái thiền vipassana này sẽ giúp cho hành giả khi mà hành giả tu tập thì sẽ giúp cho tâm được sáng suốt, thành tựu tuệ quán và thấy rõ được tâm tướng của quán pháp, đó là thiền vipassana. Các tu tập này thì chúng ta sẽ học kỹ hơn trong phần nội dung của bài học.
có một cách gọi khác, đó là gọi là thiền như thế. Các bạn tu tập để ý là được thiền. Thiền là như thế, ở đây đó là thiền mà có kết quả đưa đến giải thoát khỏi vòng luân hồi, không thể nhập vào mặt thế gian. Tu tập ở thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, khi mà chứng đắc được thiền thì cái tâm thiền đó nó lưu lại cái tâm quả đưa đến tái sanh ở cảnh giới thiền sắc giới hoặc là vô sắc giới. Nhưng mà trong thiền siêu thế thì không có như vậy. Tức là khi mà tu tập chứng đắc được đạo quả thì đưa đến chấm dứt sự luân hồi thanh tịnh. Tâm siêu thế thì có hai nhóm luôn có các chi tác, một là mắt các chi tác gọi là tâm đạo, hay còn gọi là tâm thiền siêu thế luôn có các chi tác. Thứ hai đó là tâm quả các chi tác, hay còn gọi là tâm quả siêu thế luôn có các chi tác các chi tác nó có thể chấp nhận. Dân học về bài tâm thiện tâm quả, một là định nghĩa, hai là bốn hoặc 20 phần đạo, ba là cách thức tu tập thiền bí mật, bốn là từ chứng đắc đạo quả, năm đó là năm là tâm đạo phối hợp với tâm sở, sáu là phần sự của tâm đạo, bảy là tâm đạo nương môn, tám là tâm đạo biến cảnh, tám là tâm đạo nương vật, chín là tâm đạo biến cảnh, mười là tâm đạo sinh ở hạng người, mười một đó là tâm đạo có mặt ở các cõi, gọi là sinh ở các cõi. Thứ một đó là nghĩa là tâm đạo, tâm đạo tức là tâm tương ứng với bát chi đạo, tức là trong tâm đạo lúc nào nó cũng phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh tự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khác với ví dụ ở trong tâm thiện, mình á, tâm thiện mình á, ví dụ mặc dù ba giới phần nó có thể phối hợp được với tâm thiện, nhưng mà nó không phải lúc nào cũng có, và nếu mà nó không có thì nó cũng có, tức là có tâm này thì có tâm kia, có tâm sở này thì có tâm sở kia. Ví dụ như nếu mà có chánh ngữ thì nó có chánh nghiệp, nếu có chánh nghiệp thì nó có chánh mạng, như vậy. Nhưng mà trong bát chi đạo á, trong tâm đạo á, thì các thành phần này có đủ, tức là có phần giới định tuệ đầy đủ, đó cũng là điểm khác biệt giữa tâm đạo và tâm thiện bình thường. Thứ hai đó là phần bài học, đó là 4 và 20 tâm đạo. Thì đây nếu mình kể 4 thì mình kể 4 tâm ngoài này. 4 tâm ngoài này tức là tâm đạo diễn lưu, sô ta bát tí mạc gá chít tá, tâm đạo nhất lai, tắc đa gà mí mạc gá chít tá, tâm đạo bất lai, á na gà mí mạc gá chít tá, và tâm đạo là hán là hát tháp mạc gá chít tá. Còn nếu mà thân theo thiền, tức là mỗi một tâm đạo như vậy thì nó chia ra thành năm, là sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Và thì giống nãy mình đọc đó là tâm
đạo dự lưu sơ thiền đó là có tâm tứ thị lạc định, là pi tí vi tất cả vi trà ra pi tí tu kê các cả ta có hi tăng bát tham ái hà na sô ta bát tí mắt cả chi tăng rồi tâm đạo dự lưu nhị thiền có tứ thị lạc định vi trà ra pi tí tu kê các cả ta có hi tăng tu tí ái hà na sô ta bát tí mắt cả chi tăng rồi tâm đạo tâm đạo dự lưu tâm thiền có hỷ lạc định và có pi tí xuất khi các ca ta có hỷ tăng tất tí giấy hà nát sô ta có tí mắt các hỷ tăng rồi tâm đạo dự lưu tứ thiền có xả và định có lạc và định xuất khi các ca ta có hỷ tăng chất thuốc hạt hà nó tô tạo bỏ tí mắc ca chi tăng rồi tâm tạo dự lưu ngụ thiền có xã và định thì có lậu phê kê các ca ta có chi tăng bành chấm ách hà nó tô tạo bỏ tí mắc ca chi tăng. Cái phần này là phần bài học mà chúng ta cần học thuộc lòng mình cái tâm đạo mà có thiền nãy giống như nói với các tử mình thường hay gọi đó là dùng gọi tâm sơ đạo sơ thiền, tâm sơ đạo nhị thiền, tâm sơ đạo tam thiền, tâm sơ đạo tứ thiền, tâm sơ đạo ngũ thiền. Nên quen gọi như vậy, nhưng mà trong cái tên đầy đủ của trong chữ Bali về giống như này. Thứ hai đó, thứ ba đó là nói về cách thức tu tập thiền ở Vipassana. Thì trong phần này mình sẽ tìm hiểu qua năm phần. Thứ nhất đó là nói về bốn niệm xứ Vipassana. Thứ hai đó là nói về 10 tùy phiền não của thiền Vipassana. Thứ ba đó là nói về 4 loại 10 loại tệ quán theo Abhidhamma Sangha. Thứ tư nói về 16 tệ quán theo Visuddhimagga. Rồi thứ năm đó là nói về 10 điều kiện tử Sanyojana. Đó là phần cần tìm hiểu ở trong phần này. Thứ nhất là nói đề mục tu tập thiền quán. Thì khi nói đến thiền quán đó là người ta nhớ ngay đến bốn cái đề mục tu tập, đó là thân quán niệm xứ, họ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ, được đề cập ở trong đại kinh niệm xứ số 22 ở trong đường bộ kinh và trong kinh niệm xứ số 10 ở trong đường bộ kinh. Đó là cái cách tu tập thiền quán. Các đề mục tu tập thiền quán nói là bốn, chứ thật ra là nếu mà chúng ta phân tích ở trong xem ra trong cách giải thích, nếu nói là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, thật ra chẳng hiểu cái gì. Nhưng mình phân ra đó là trong thân quán niệm xứ đó là nó có cái gì, thọ quán niệm xứ nó có cái gì, tâm quán niệm xứ nó có cái gì, thì lúc đó mới hiểu được. Thì trong thân quán niệm xứ đó mình có các đề mục, ví dụ như là quán đại quay nghi, trong đi đứng nằm ngồi, hoặc là thì quay nghi tức là trong các quay nghi phụ, hay là quán về hơi thở, quán về các đề mục tử khi. Thì đó là các đề mục mà liên quan đến gọi là thân quán niệm xứ. Ví dụ như là quán về hơi thở, hôm trước chúng ta học ở trong phần tu tập thiền chỉ thì mình cũng có cái đề mục quán về hơi thở. Và đến khi học về thiền quán Vipassana thì cũng có cái đề mục hơi thở.
nhưng mà hai cái cách tu tập thì nó khác nhau, mặc dù tên đề mục thì giống nhau nhưng mà cách ứng dụng tu tập trong hai đề mục này khác nhau. Ở trong việc tu tập thiền định á, ví dụ nếu mình chọn đề mục hơi thở để tu tập thì vị hành giả chỉ được an trú ở trong đề mục hơi thở đó thôi. Nếu mà tâm chi phối bởi sự nghe ngửi nếm đụng thì được xem là, hoặc là suy nghĩ, được xem là vị hành giả bị phóng dật. Nhưng ở trong các tu tập về các tu tập về thiền quán, mặc dù là mình chọn đề mục hơi thở, tức là giống như mình lấy đề mục hơi thở là đề mục chính để mình quan sát. Nhưng mà ví dụ như là khi mà có cảnh sắc đến, có cảnh thinh đến, hoặc là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đến, thì tâm vẫn có thể tiếp nhận các đề mục đó, tức là vẫn ghi nhận các đề mục mà nó đang đến với mình. Và cái này thật ra là nó một cách tự nhiên. Anh giả tu tập thiền quán thì cái này nó một cách tự nhiên, tại mình nói là đề mục này đề mục kia thôi. Nhưng mà thật chất là khi mà cảnh nó đến, nếu tâm mình là quan sát thì nó chỉ làm việc quan sát một cách tự nhiên. Giống như là cái người mà đứng vai trò mở cửa thì cứ có người tới thì họ cứ mở cửa cho bạn thôi. Thì tâm cũng vậy, khi mà có cảnh đến thì nó lập tức nó ghi nhận cái cảnh đó thôi. Ghi nhận cái cảnh thôi. Thì nó là trong cái cách mà tu tập thiền quán liên quan đến đề mục hơi thở. Thường mình nói là ví dụ như là mình đi tập ở trong một trường thiền nào đó mà người ta bắt buộc mình phải tập hơi thở, phải tập yên tường. Thì đến khi mình cũng hiểu thật ra nó phải vậy. Thật ra lấy đề mục hơi thở là một cái đề mục chính. Nhưng mà khi mà có cảnh đến một cách làm việc một cách tự nhiên của tâm thì tâm nó biết cảnh mà thôi. Cái vấn đề đó là vị hành giả có quan sát được cái tâm nó hay không khi mà cảnh đến. Thì đó là nói về liên quan đến các đề mục tu tập về niệm thân, niệm thọ, thọ quán, niệm tứ chi. Cho cái phương pháp tu tập về niệm thọ đó là mình có thọ lạc, thọ khổ, hoặc là phi khổ, phi lạc. Đó là nói theo trong đầu đề tam. Nói theo thọ ở trong phần học cơ bản trong Abhidhamma Kassangaha này thì thọ có 5 loại. Nếu theo thực tính khóa, tức là thọ thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ thị, thọ lạc. Ở trong tu tập quả quán về thọ, ví dụ như là khi mà lạc thọ khởi lên, hoặc là khổ thọ khởi lên, hay là ưu thọ khởi lên, vị hành giả cũng có vai trò đó là quan sát. Quan sát nó sanh lên hoặc nó diệt đi như thế nào. Chỉ đứng vai trò đó là quan sát nó, xem nó thôi. Thì đó là liên quan đến thọ quán niệm xứ. Tâm quán niệm xứ tức là trong bài kinh tứ niệm xứ thì cho mình có đến 16 trường hợp để tu tập liên quan đến tâm quán niệm xứ. Ở đây thường mình đề cập 6 trường hợp phổ thông, đó là ví dụ như là khi mà tâm có tham sinh lên, hành giả biết được đó là tâm tham đang sinh lên, hoặc là khi mà tâm không có tham sinh lên, hành giả cũng biết được là tâm không có tham sinh lên.
không có sân hoặc là không có sân khi mà lên là giả cũng biết được, hoặc là tâm không có sân không có si tức là tâm có si lên thì giả cũng biết được đó. Trong trường hợp này á, tại sao mình nói là có tham mình biết, là không có tham thì đâu cần biết làm gì, mình có thể hiểu như vậy, mà thầy cảnh không phải như vậy. Chúng ta thấy là trong bài kinh An Năng Gạt Tán Xuất Phát, trong bài kinh Không Ý Nhiễm, trong bài kinh đó này Sariputta này đưa ra bốn hạng người, hạng người không ý nhiễm, tức là không bị ô nhiễm, hạng người không ô nhiễm, biết mình không ô nhiễm, hạng người không ô nhiễm, không biết mình không ô nhiễm, hạng người bị ô nhiễm, không biết mình bị ô nhiễm, hạng người không bị ô nhiễm mà cũng không biết mình không bị ô nhiễm. Thì ở trong bốn trường hợp đó, có hai trường hợp được xem là hạng người có khả năng tiến bộ, đó là hạng người mà không bị ô nhiễm và biết mình không bị ô nhiễm, và hạng người bị ô nhiễm biết mình đang bị ô nhiễm. Vì sao? Vì khi mà mình biết, ví dụ như là không bị ô nhiễm và mình biết mình không bị ô nhiễm thì nó sẽ giúp mình được tiến bộ. Ví dụ là trong lúc mình tu tập, nếu mà tâm không tham mà nó sanh khởi và mình biết đây là không tâm không tham, mà hễ không tâm mà nó không tham, tâm mà thuộc về thiện thì sẽ giúp hành giả tu tập đó là được tiến thiện. Và nhờ đó mà hành giả duy trì được cái trạng thái tâm thiện đó cho nó được sanh khởi liên tục. Còn nếu mà mình không có biết á, thì mình sẽ thấy là thiện, bất thiện gì đó nó cũng giống nhau. Và như vậy thì hành giả sẽ không phát triển được cái khuynh hướng tâm thiện. Theo với người phàm phu mình á, thường là tâm thiện nó rất rất ít có điều kiện sanh khởi nếu mà mình không biết tận dụng nó, mà thay vào đó phần lớn nó là mình sống bằng tâm thiện. Vì cái thường cảnh ưu viên của người phàm phu mình đó là mình tạo bất thiện nghiệp. Dạ, tạo bất thiện nghiệp chúng ta để ý, ví dụ như là bây giờ mình không có làm gì á, dạ, mà để mà tâm mình sanh được theo cái khuynh hướng thiện thì thật khó. Mà thay vào đó thường là khuynh hướng bất thiện, và nếu mình phát hiện kịp nó thì mình dừng lại được. Mà muốn dừng lại được cũng phát hiện được thì mình phải biết cái đó là bất thiện, thì mình mới dừng nó lại được. Còn bây giờ nếu mà mình không có biết nó thì mình không có dừng được. Thì tương tự ở người bị ô nhiễm mà biết mình bị ô nhiễm thì cũng giống như nó, tức là khi mình biết thì mình mới khắc phục nó được. Giống chúng ta đi chùa, chúng ta học Phật pháp, chúng ta tập tu thiền, nhưng mà nhờ dù mình có làm như vậy mà chúng ta vẫn thấy là mình vẫn bị tham chi phối, vẫn bị sân chi phối, vẫn được bị si chi phối, thì khi mình thấy như vậy á, mình mới cố gắng nỗ lực thêm nữa. Còn nếu giờ mình đi chùa thời gian, tham vẫn còn đó, sân vẫn còn đó, si vẫn còn đó, nhưng mà mình vẫn có suy nghĩ là sao, mình là người đi chùa đã lâu, không cần làm gì nữa. Hoặc là người xuất gia thì sao, nghĩ mình là xuất gia đã lâu, nếu mà cứ như vậy, bây giờ mình có đi chùa 100 năm hoặc là xuất gia 100 năm, mình cũng không có tiến bộ được, vì mình không thấy mình đang bị chi phối bởi tham
si đang còn tham sân si, mà nó giống như là trong bài kinh loại cây mà đi người tìm loại cây mà họ có được cành lá, có được vỏ trong, có được vỏ ngoài, có được giác cây vậy, chứ không có được loại cây. Thì đó là liên quan đến tâm quán niệm xứ. Rồi pháp quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ ở đây đó là các đề mục tu tập liên quan đến các pháp, ví dụ như là về tứ đế, về ngũ uẩn, quán về về sắc thọ tưởng hành thức chẳng hạn, thấy nó là vô thường khổ vô ngã. Thì đó là các đề mục tu tập liên quan đến pháp quán niệm xứ. Đó là nói phóng tác như vậy thôi, còn xem chi tiết thì chúng ta có thể đề nghị thêm trong bài kinh đại niệm xứ, hoặc là trong bài kinh số 22 trong tuyển bộ kinh, hay là số 10 kinh niệm xứ trong tuyển bộ kinh. Thì khi mà tu tập thiền quán thì sẽ bị trở ngại bởi trong thời gian mà chúng ta tu tập đó thì chúng ta sẽ gặp cái trở ngại, đó là bị 10 cái loại phiền não của thiền Vipassana. Tức là nếu tu tập á thì cái phiền não này nó mới sanh khởi, còn là nếu mình không tu tập á thì nó còn không tu tập á thì nó còn. Mười tùy phiền não này là gì? Thứ nhất đó là ánh sáng, hộ phạt sáng. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta tu tập thiền chỉ á, thì tu tập ánh sáng này về thứ nhất là tập thiền chỉ. Có một số Phật tử khi mình tu tập thời gian có được tâm định á, ngồi cái ánh sáng là mình đó, thật ra nó chẳng có gì. Dạ, chỉ cần có được tâm định thì cái ánh sáng nó có thể có, chứ nó không có gì lạ, mà nó cũng không phải là việc kiếm đắc gì. Dạ, nhưng mà những trường hợp này là người ta cũng hiểu lầm, đó là sao, là cứ nghĩ tại vì trước đây đó mình chưa có được cái trạng thái như vậy, cho nên đến khi mà tu tập là ở trong thanh tịnh đạo nói đó là nhiều khi cái ánh sáng đó nó phát sáng xung quanh mình, thì khi đó là nó phát sáng cả cái cốc của mình, cái nơi mình đang ở, thậm chí là sao nó có cái ánh sáng phát sáng ra cả một hai do cục, còn cũng là ánh sáng mặt như vậy. Và tùy theo mỗi người thì do mà có cái ánh sáng như vậy á, dẫn đến cái việc nhầm lẫn người tu tập, đó là nghĩ là mình đã chứng đạt được đạo quả. Dạ, và khi mình nghĩ mình đã tu tập chứng đắc được đạo quả thì người này sẽ không nỗ lực để tu tập nữa. Cho nên dù cái ánh sáng đó nếu mà nó bị tốt, cái hiện tượng đó là tốt, thì mình có tâm định thì nó mới có ánh sáng đó. Nhưng mà về tu tập để chứng đắc được cái mức độ đạo quả thì cái đó nó lại là cái trở ngại. Vì sao? Vì mình chấp thủ và mình dính lại ở đó, coi như là mình không có đi tiếp được. Thứ hai là mượn trí, tức là lúc đó trí tuệ rất là nhanh nhẹn, tức là suy nghĩ, nắm bắt đối với các pháp rất là nhanh, mà mình thấy là từ đó giờ mình chưa có được cái trí đâu. Bởi vì người ta thấy cái trí mà nhạy bén như vậy á, cho nên người ta cũng nghĩ đó là mình đã chứng đắc được đạo quả và cũng dừng lại ở đó. Rồi thứ ba đó là mỹ lạc, tức là tâm thanh hoan, trạng thái tâm nhẹ nhõm, muốn bay bổng chẳng hạn, thì đó là mỹ lạc, làm cho người ta cũng hiểu lầm đó là mình đã chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Thứ tư đó là thanh an, tức là trạng thái
yên tĩnh của thanh tâm. Bình thường là chúng ta, ví dụ như là chúng ta ngồi, chúng ta bị chi phối bởi phóng dật, suy nghĩ đủ thứ. Dạ. Nhưng mà đến khi mình tu tập được thiền thời gian, khi mà có được tâm định tĩnh, thì cái thanh an nó cũng phát sanh. Và nó phát sanh mạnh đến khi đến nỗi mình người ta hiểu lầm đó là bây giờ là mình đã chứng đắc được cái gì đó, đã đoàn từ cái gì đó. Cho nên mình mới, cái tâm mình lại giống như vậy, nó mới như vậy. Dạ. Mà thật ra nó ở đây nó chỉ là cái trạng thái thanh an thôi, nó không có chứng đắc được gì. Rồi thứ năm đó là an vui phúc khác, tức là có được cái niềm vui hạnh phúc. Mà trong cái tu tập á, nó có được cái niềm vui hạnh phúc, mình nếu mình không có tu á, mình không thấy được cái đó, có nói như thế nào người ta cũng không có hiểu được. Dạ. Nhưng mà cái niềm vui hạnh phúc ở đây nó cũng không, tức là từ vĩ lạc, từ khinh an giúp người này có được cái niềm vui hạnh phúc trong cái pháp môn người ta tu tập. Cho nên nó cũng dẫn đến đó là người ta hiểu lầm, đó là mình đã chứng đắc được ở một cái mức độ thiền định đạo quả nào đó. Rồi thứ sáu đó là thắng giải. Thắng giải bốn khác. Thắng giải lúc mình học ở trong tâm sở. Tâm sở thắng giải tức là gì? Thắng giải tức là xác định cảnh, làm cho mình không còn cái hoài nghi nữa. Tức là lúc bây giờ để tu tập đến mức độ này á, cái niềm tin nó rất là mạnh. Niềm tin rất là mạnh, không có còn nghi ngờ nữa. Vì bởi vì cái niềm tin rất là mạnh đó, cho nên dẫn đến cái hiểu lầm đó là sao? Tại vì thường nghe là sao? Bậc thánh tu đồ hòa có niềm tin bất động nơi tam bảo. Cho nên người tu tập khi mà người ta phát triển được cái mặt niềm tin, mà niềm tin mạnh ở trong cái cách tu tập như vậy, thì người ta cũng nghĩ là gì? Là mình đã chứng đắc được thiền định hay là đạo quả gì đó. Rồi thứ bảy đó là thần giọng bắt ca bắt ca hát, là có sự tinh tấn rất là mãnh liệt. Yeah. Bình thường lúc mình tu tập, nhất là chưa ở trong cái tu tập thiền mà chưa ngồi thiền được, chúng ta thấy là ngồi 15 phút, 20 phút hoặc là 30 phút, chúng ta thấy nó rất là lâu. Yeah. Nhưng mà đến khi chúng ta ngồi được rồi, ngồi quen rồi, hoan thị ở trong pháp rồi, ở trong những cái tu tập rồi, thì 45 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta thấy nó chạy qua rất là nhanh. Và người mà tu tập mà đến khi mà thấy mình lúc nào cũng có sự nỗ lực, tức là không có, tức là thích trong cái việc tu tập thì cũng nghĩ là chắc mình phải chứng đắc được thiền định hay là đạo quả gì đó. Rồi thứ tám đó là niệm bén nhạy, tức là sự nhớ biết với cảnh, với đối tượng cũng rất là nhạy bén. Dẫn đến người ta cũng hiểu lầm đó là mình đã chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Rồi lại nữa, thứ chín đó là xả tâm, tức là tâm cũng buông bỏ rất là mạnh. Chúng ta thấy mình tu tập đến một lúc nào đó, chúng ta thấy mình hầu như là mình đã buông bỏ được hết tất cả. Thì mình cũng nghĩ là mình đã chứng đắc được thiền định hay đạo quả gì đó. Dạ. Rồi thứ 10 đó là bột móng biết khanh tí, tức là tâm khao khát trong cái việc đạt được sự giải thoát. Dạ. Và chính vì cái khao khát đó, nó dẫn đến là sao? Nó dễ bị cái tâm tham chi phối và đưa đến sự chấp thủ. Thì 10 cái pháp này đó, thì chỉ khi nào mình tu tập thiền quán thì 10 cái pháp này nó mới sinh khởi. Còn nếu mình không tu tập thì nó không còn. Nên người ta mới gọi nó là
10 tùy thiện nam. Thật ra nếu nhìn về cái khía cạnh tốt thì 10 pháp này nó là tốt, không có cái nào không. Nhưng mà người ta gọi nó là thiền não, là bây giờ nó ngăn chặn cái việc tu tập tiến bộ cao hơn. Thật ra khi mà có 10 thiền não này á, cái việc tu tập mình nó đã cũng đã có trình độ, tức là có sự tiến bộ rồi. Cái này nó giống như là cái mốc cuối cùng mình phải vượt qua nó, vượt qua nó. Cho nên mình phải gọi nó là tùy thiền não. Tiếp theo đó là nói về 10 loại tài khoản. Quán thì đề cập theo áp thâm mắt các tăng hạng thức mộ tháng pháp sắp lưu lượng mà mình đang học. Thứ nhất đó là nói về phổ, phổ thông tuệ hay là phổ thông tuệ tâm mắt, má, nhà mắt là tuệ mà biết được sự vô thường khổ và vô ngã của các pháp thì người ta gọi là phổ thông tuệ hay là phổ thông tuệ. Tại cái pháp này là phổ thông, tức là nói đến pháp hữu nguy đó là người ta để lập tức để tập tập đến vô thường khổ vô ngã. Thì tuệ thứ nhất là hành giả thấy được cái này. Thứ hai đó là thanh diệt tuệ, tức là thấy được từ thanh diệt của danh pháp và các pháp. Pháp và danh pháp. Ví dụ giống lúc nãy mình tu tập về tâm tham, về tâm quán định xứ, mình quan sát về tâm. Rồi lúc mà tâm tham sanh khởi, tâm tham diệt đi, tâm sanh sanh khởi, tâm sanh diệt đi, mình thấy được cái từ sanh diệt của cái trạng thái tâm đó, người ta gọi là sanh diệt tuệ. Mà thường với người mới tu tập á, thì mình không có dễ có được các loại tuệ này. Dù mình có thể thấy, nói là mình đã thấy tâm, ví dụ là lúc mà tham, tâm tham sanh lên thì mình thấy như thế. Nhưng mà thật ra mình thấy lúc đó là nó đã sanh nhiều rồi thì mình mới thấy nó. Còn sanh nhiều tuệ ở đây đó là thấy ngay ở trong mới vừa đầu sanh, và cái tuệ nó nhạy hơn, nó biết được nhanh hơn sau khi mình mới tu tập. Rồi thứ ba đó là diệt một tuệ, tức là ở trên chúng ta thấy là thấy được sanh và diệt, nhưng mà ở trường hợp thứ ba tại sao chỉ nói là diệt thôi? Dạ, thì ở đây đó là mặc dù ở trên thì nó thấy được cả hai, ở dưới thì nó chỉ thấy được một trường hợp thôi, tức là thấy trường hợp diệt đi. Nhưng mà cái tuệ thứ ba này á, nó mạnh hơn cái tuệ thứ hai là sao? Nó thấy được rõ ràng hơn, dù nó chỉ thấy được một cái khía cạnh, nhưng mà thấy rõ hơn so với trường hợp thứ hai, đó là thấy ở cả hai trường hợp. Rồi thứ ba là khinh quý tuệ hay giá nhà mát. Chữ khinh quý tuệ ở đây nó với lại tội quá tuệ adino quá nhà mát, hai loại tuệ này á, nhưng mà nhìn nó giống như là tâm thanh, nhìn giống như là tạng cái tâm thanh, nhưng mà thật chất thì nó ngoài. Tức là cái khinh quý tuệ ở đây tức là cái tuệ mà khi mà thấy được sự sanh duyệt của các pháp á, thì lúc bây giờ sanh cái tâm thương cảm, giống như là trong thanh tịnh đạo, ví dụ giống như là một người mẹ có ba người con mà
làm cái tội mà đức vua bắt tự tử, thì cái người con thứ nhất đã bị chém đầu, và cái người con thứ hai đó người ta đang mang đến để chém đầu, và cái người con thứ ba đó là sẽ được người ta mang đến để chém đầu. Thì người mẹ khi mà thấy cái cảnh đó thì phát lên cái tâm tình cảm là hại, thì cái trạng thái mà thương quý tuệ nó giống như vậy, nó giống như vậy. Rồi tội quá tuệ a đi nó quá nhà lá, tức là khi mà thấy thông thường á, thông thường thì mình sẽ thấy là cái sắc pháp, cái danh pháp, theo cái khái niệm sống theo cái gia đình đó là mình cứ nghĩ là sao, cái sắc này là của ta, thọ này là tâm này của ta, thọ vững hành vững thúc vững vững này là của ta, là cái gì nó thuộc về thành phần của cơ thể này thì nó là của ta. Nhưng mà bây giờ khi mà cái tí này nó sanh khởi, nó đã thấy được sự sanh diệt của danh pháp, của sắc pháp rồi, thì nó đã thấy được sự chẳng không của danh cái danh pháp và sắc pháp này. Cho nên nó sanh lên cái sự sợ hãi. Rồi cái thứ bảy đó là hiểm ly tuệ. Hiểm ly tuệ ở đây tức là nhàm chán. Vipara tức là nhàm chán đối với danh pháp, sắc pháp mà trước đây mình đã chấp thủ nó là của mình. Rồi thứ bảy đó là dục thọc tuệ. Thì khi mà nhàm chán rồi á, thì vị hành giả đó là hướng tâm đến muốn cái thọc, muốn đạt được cái sự giải thoát, là thoát khỏi cái sự tối buồn của danh pháp và sắc pháp, hoặc là thoát khỏi cái sự trói buộc ở trong tam giới, đó là dục giới, sắc giới và mục giới. Nó giống như là cái sư tử mà nó quen sống ở rừng sâu, bây giờ nó bị nhốt ở trong một cái lồng, một cái chuồng. Thì bây giờ khi mà nó phát hiện mình đang bị nhốt như vậy thì nó muốn là thoát khỏi cái cảnh đó. Và quyết ly tuệ Phật Tám. Quyết ly tuệ ở đây đó là Phật Tí Tăng Khá Rá Nhà Mát, tức là khi mà thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã của các pháp quy, rồi sanh cái sự kinh cảm, có sự nhàm chán, rồi muốn thoát khỏi cái sự tối buộc đó, thì vì hành giả đó là mới nỗ lực suy xét cái quyết ly tuệ đấy, tức là suy xét để thấy rõ được thêm về cái bản tánh vô thường, khổ, vô ngã của Phật pháp và danh pháp. Đấy, sau đó đó là thành xả tuệ và tăng tha u bị hai ngàn này, tức là khi mà thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã rồi, rõ ràng rồi, thì lúc giờ hành giả không còn chấp thủ đối với danh pháp và sắc pháp này nữa. Cuối cùng đó là cùng tứ tuệ, nó luôn mấy nhà mà tứ tuệ ở đây nó là tâm phương chiều theo cái phương hướng đó là niết bàn và sự giải thoát. Mà trong thanh tịnh đạo ví dụ giống như là một cái kế hoạch đã được các vị quan đại thần là những người thông minh đã sắp đặt tất cả
quà họ đem đến cho đức vua, đó là đức vua chỉ có việc đó là ký vào lòng để thực hiện, thì gọi là thủ tướng tuệ quán. Thì đó là 10 loại tuệ quán nói theo qua bộ cái đầu là nha ná đó sư, phổ thông tuệ đó sư. Rồi bây giờ tạm nhiên đó thì Sam học tiếp thôi. Sam học thêm cái phần 16 loại tệ tuệ minh sát, thì nó cũng giống cái kia, nó thêm một số phần. Cái phần còn lại của bài học thì anh đang tạm nghỉ ở đây. Rồi xin tạm biệt lại kênh. Đã, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm đạo siêu thế ngày hôm nay ạ. Dạ kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Bài học đã kết thúc, xin mời đạo hữu Thịnh Hạnh thay mặt lớp học học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Tha dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt quý cô tu nữ, quý cô chúng học viên trong room hồi hướng phước báu của bài học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha Javomatha Dewa Naga Mahitika Kunyang No Anumodan Tujirang Rakan Tusasanang Akasatha Javomatha Dewa Naga Mahitika Kunyang No Anumodan Tujirang Rakan Tunogaro Akasatha Javomatha Dewa Naga Mahitika Bon yang no anu mo dan